Hello, ta chào, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho anh em 4 cái thủ thuật nó cực kỳ hay luôn. Và 4 cái thủ thuật này có thể giúp anh em có thể là run này, hoặc là có thể trong đội cho địch mình thấy là cực kỳ và hiệu quả luôn em ạ. Rồi đến với cái địa điểm đầu tiên thì đây là một cái địa điểm mà mình thấy là cực kỳ yêu thích luôn, bởi vì đây là một cái bẫy cực kỳ hay. Rồi, ở đây thì anh em hãy áp dụng cho mình nào. Nếu mà anh em có đồng đội thì anh em có thể áp dụng một đồng đội, nếu không thì anh em hãy xài cho mình con xe máy nhá. Đấy, và lý do tại vì sao chạy xe máy và không cần thiết đâu. Nói chung thì anh em không cần chạy xe máy cũng được, anh em ném hai trái bom keo là nó sẽ được thôi. Đây thì mình sẽ xài xe máy cho nó dễ dàng, mình sẽ tận dụng những cái gì nó đang có ở đây thì mình sẽ làm nha anh em. Ở đây thì mình sẽ chạy lên ở cái khu vực phía dưới này nha anh em. Ôi dồi ôi, thế là mình phải lấy đà thôi anh em ạ. Rồi, một phát là lên luôn anh em ạ. Và tiếp theo ở đây thì mình sẽ gọi là phòng cái con xe này ra ở ngoài này. Ok chưa? Ở đây thì tiếp tục mình sẽ bo cái xe này lại cho nó gần xíu nha. Rồi, có lẽ hơi gần xíu rồi, và mình sẽ để cái con xe này ở phía ngoài này. Rồi, như thế này anh em. Cho nó xa xíu đi, chứ ném bom keo nó không ổn lắm anh em ạ. Thì cái dụng cụ hôm nay đấy là bom keo và mìn. Ở đây thì mình sẽ ném một trái bom keo ở đây nữa này. Đấy, và chiếc xe thì úi trời, có lẽ mình ném hơi cao rồi em ạ. Ảo thế đấy. Nói chung thì ở đây hơi cao rồi em ơi. Rồi mình không thể nào mà ném tiếp trái thứ hai thế này được. Đấy, thì nói chung thì đấy. Ở được này, ở đây thì mình sẽ ném thêm một trái thấp nữa này. Mình sẽ nhặt lên. Ok, lên luôn nha em. Và ở đây thì em lưu ý là hãy đặt cho mình trước trái mình này. Rồi đấy, thế thôi. Và nếu mà anh em muốn dụ địch ok hơn nữa thì hãy vứt đòn tìm ra. Đấy, thì nói chung thì đây là một cái kiểu mà cái gì ta thì cái này gọi là một cái kiểu mà đi dụ mồi anh em ạ, kiểu như vậy. Anh em sẽ đặt một cái sim mồi, đấy là cái thín đấy. Và thế như nào thì gọi là ham đi lút đồ lút thín thì chẳng may vơ vào đúng cái trái mìn này thì gọi là đi toi em ơi. Và anh em lưu ý, anh em có càng nhiều mìn anh em đặt càng nhiều cũng được nhá. Đấy, anh em đặt càng nhiều càng tốt. Ở đây thì đấy thì anh em thấy không, thín đã ở, ôi trời ơi, vừa nãy thì nó có thể ở phía trên kia, nó chung thì ở phía dưới hoặc là phía trên thì nó cũng giống nhau thôi, vì kẻ địch không thể nào mà thấy được. Thì cho nên thì mình thấy đây là một cái địa điểm nó cũng khá là ổn đấy em ạ. Rồi, đấy là cái địa điểm đầu tiên mà mình muốn dẫn cho em nhá, cái thủ thuật đầu tiên. Đi đến với cái địa điểm thứ hai này, đây là một cái điểm mà em có thể là ngồi ở phía trên cây. Và ở cái cây này thì đây sẽ là một cái cây thông, và hầu như là ở cái cây thông cao này thì ở trong cái phiên bản 2.0 thì mới có thôi em ạ. Ở đây thì mình sẽ ném ba trái bom keo, em hãy lưu ý là ném ba trái bom keo cho nó sát nhau xíu nhá, chứ nếu mà em gọi là nếu ném cao ấy, cao để nhảy cao hơn thì nó sẽ gọi là anh em sẽ nhảy không lên đâu. Đấy, vì đấy mình sẽ ném sát như thế này này, vì mình rút được rất là nhiều kinh nghiệm từ những cái lần trước của anh em ạ. Rồi, bữa thì mình còn ném kiểu như nó rất là thấp rồi mà không thể lên được. Rồi, ở đây thì có lẽ là mình thấy là ở trái lưu đạn thứ ba, ở trái bom keo thứ ba thì nó hơi cao rồi đấy mà. Đấy, em thấy không, cay vãi luôn. Vì vừa nãy mình cũng đã thấy nó cao rồi nhưng mà mình không để ý. Thì đấy là một cái điều mà mình rất là gọi là ghét luôn. Nó đau cực kỳ luôn em ạ. Rồi, có lẽ thì mình sẽ bắn vỡ ba trái bom keo này và mình sẽ xuống đắp lại thôi. Thì như thế này thì vỡ mồm luôn. Cay cực kỳ, ở đây thì mình không thể nào mà đắp thêm một trái nữa. Thế thì anh em hãy gọi là áp dụng ngay từ đầu đi. Ở đây thì mình sẽ... Ôi trời ơi, bom keo nó vỡ kìa. Bông keo nó vỡ mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa luôn đấy. Và ở đây thì mình sẽ ném lại này, một trái này. Đây ném trái nha anh em, hai trái này và trái cuối cùng thì mình sẽ ném nó thấp hơn xíu. Đấy, tránh cái trường hợp như vừa nãy nữa còn đi toi luôn em ạ. Rồi thế là ba trái nha em. Thì lần này mình mong rằng có thể gọi là lên được cái gốc này. Cái gốc cây này thì ui giời, bò nó vào nữa, nãy giờ không để ý bò luôn, khá là cay. Cây cù quá luôn em ơi. Rồi ở đây thì mình sẽ vào cái góc này em. Đấy, anh em lên đây thì gọi là an toàn luôn. Ở đây thì lúc bom keo nó vỡ thì ở đây sẽ có một cái nấc, và anh em có thể đứng ở trên cái ngọn cây này
nó gọi là beautiful luôn đấy mà, là quá tuyệt vời luôn. Nói chung là nó cực kỳ tuyệt vời. Rồi có biết là em thấy như thế nào, nhưng mình thấy là nó cực kỳ hay luôn. Và nếu mà em nào thấy hay thì chúng mình subscribe đăng ký kênh cũng như like và dạy cả video của mình nha. Đừng có thêm nhiều hơn nữa để thay những cái video tiếp theo với em. Rồi, đấy em theo. Được nhá. Không biết là mình đã đứng ở phía trên cái... Úi dồi ôi. Đấy, thì trên kia có một cái khước mà vừa nãy thì mình quên nhảy lên đấy mà. Cho nên thì đấy, nó sẽ có một cái khước ở như ở phía dưới này này. Đấy, em thấy không? Rồi, ok, thì đây là cái địa điểm thứ hai mà mình muốn hướng dẫn cho anh em. Cái tiếp theo đến với cái địa điểm thứ ba. Ở cái địa điểm thứ ba thì đây là một cái địa điểm nó hơi hư cấu xíu. Và anh em cần cho mình một sự gọi là khéo léo cực kỳ luôn. Ở đây thì mình sẽ gọi là vứt đòn thìn ra anh em. Đấy, anh em vứt đòn thìn ra và anh em hãy gọi là tắt mạng mình. Rồi, anh em lưu ý rằng ở cái con xe này ấy, thì anh em xíu nữa thì mình sẽ chỉ rõ hơn rất là nhiều. Và ở đây thì mình sẽ từ từ đã, mình sẽ chỉ cho anh em nha. Đấy thì anh em hãy chờ đến cái lúc mà cái thông báo hiện mạng thứ hai ấy, hiện mạng lần thứ hai nó hiện lên thì anh em hãy gọi là hãng bệt mạng anh em. Chứ không thì nó sẽ có một cái hiện tượng lạ đấy anh em ạ. Ôi rồi, hiện tại mình đang chờ anh em ơi, thì nó rơi xuống. Bệt mạng lên nào. Rồi hiện tại mình đang bệt mạng lên, mình đang chờ đợi một cái điều kỳ diệu. Và chúng ta xem liệu rằng để ở đấy em thấy không? Ở đây thì em lưu ý là lên xe và hãy phi vào cái đấm sân này như mình. Em hãy nhớ là căn chỉnh cái nấm sân này cho mình nha, ở giữa xe luôn. Lưu ý là ở giữa xe cho em, chứ không cần, nó khá là to luôn. Rồi, và em lưu ý là hãy bay ra xe trước nha. Em hãy nhảy ra xe trước khi cái đồ thịt. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, vừa nãy thì mình không để nó ở phía giữa. Không phải là không để, nhưng mà mình hơi bị lệch tâm xíu đâu ạ. Đấy, cho nên hiện tại nó xảy ra cái trường hợp như thế này. Ôi trời ơi, có thể lên bàn bên kia kìa. Đấy, nếu mà anh em để trên giữa phát thì nó rất ok hơn nhiều. Thế đây là cái địa điểm thứ ba mà mình muốn hướng dẫn cho anh em nha. Một cái thủ thuật nó khá là lỗi luôn. Đấy, I am sorry tất cả mọi người. Rồi, tiếp theo thì sẽ sang cái địa điểm thứ tư nha em. Ở cái mẹo thứ tư này thì đây là một cái mẹo nó đu cột điện cực kỳ hay. Và mình sẽ áp dụng lên và mình sẽ và áp dụng xem có thế nào gọi là biết được cái địa điểm này nha không anh em. Và mình nghĩ rằng nếu mà bắn thân nhiên nào nữa thì kiểu như nó rất là khó để có thể thấy được. Và đây thì anh em hãy gọi là bay lên cái cốt điện ở phía trên này. Đấy, anh em hãy nhìn xa xa kia đấy, ở cái cốt điện này. Rồi, ok, thì ở cái cốt điện này anh em có thể ngồi xuống, có thể nằm bình thường luôn ấy. Rồi em thấy không, nó cực kỳ hay luôn. Ôi dồi ôi, như thế này mà gọi là cái cảm giác nó phiêu bổng luôn đấy ạ. Rồi có lẽ đây là một cái địa điểm nó khá là phiêu, và hầu như là nếu mà có thể thế nào phát hiện ra nữa thì mình không có cái chuyện đó đâu, bởi vì rất là khó để có thể phát hiện ra ở được cái địa điểm này đấy ạ. Ồ, mình có nghe thấy một cái tiếng xe đó. Úi dồi ôi, đậu xe ngạc nhiên chưa? À hỏi thật đấy, có một thanh niên vừa nói xong mồm như là có một thanh niên. Úi dồi ôi, nó dậy sẽ xuống kìa đẹp ơi. Rồi, trên rào trên ướt chạy lên ở phía trên nhà đằng kia. Không biết là có cái âm mưu gì đây, nhưng mà mình thấy là nó khá là lo lắng đấy bạn. Rồi, lò cái đầu lên đây, đổ sân. Úi dồi ôi, em thấy không, ở phía dưới kia, ở đấy, ở gần nhà kìa đấy, bỏ ra kìa. Ôi trời ơi, có lẽ mình sẽ toang như thế này rồi, hiểu là vài phát thôi đấy mà vẫn chưa lòi đầu ra. Đây, úi dồi ôi, vẫn chưa biết là mình ở đâu em ơi, rất là khó nha. Rồi, cảm ơn rất là nhiều về xem cái video này của mình. Nếu mà năm nào tới hay, hãy cho mình subscribe, ký kênh cũng như like và share cái video của mình để mình có thêm nhiều lượng hơn nữa để làm những cái video tiếp theo nha em. Ok, bye bye em nha. Thank you.